Vậy điều trị như thế nào nhỉ? Điều trị
Còn viên rách đi xô lông là 5 mg là 2 ép.
con mà nó ra thì còn gan thì còn mặt nữa, nó cũng tiêu hủy tế bào vậy chứ không có không đâu. Giờ chỉ là để trong một cái tàu khác nó thôi. Rồi mà chưa hiểu được chưa? Trong lúc này ai chưa tham gia lớp điều trị hoặc là phát không còn